Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ ngày 9 tháng 6 của Đài Phát Thanh và Truyền Thanh Hóa. Ngày 8 tháng 6 tại thủ đô Hà Nội, Ban thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chương trình báo công và tuyên dương danh hiệu Ngàn Hoa Việc Tốt năm 2024. Tham dự chương trình có 138 trên 150 thiếu niên đội viên xuất sắc là con cán bộ, công chức viên chức người lao động thuộc khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Trong số hơn 8.000 đội viên thiếu niên là con cán bộ công chức viên chức người lao động, khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Ban tổ chức Ngàn Hoa Việc Tốt đã chọn ra được 150 đội viên xuất sắc. Đây là hoạt động tạo điều kiện cho các cháu được tiếp cận những tư liệu lịch sử về Bác Hồ, được học tập về tấm gương đạo đức nhân cách cao đẹp của người để tiếp tục phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn trong thời gian tới. Vĩnh Lộc hiện có 68 di tích đã được xếp hạng, trong đó có một di sản thế giới, 14 di tích quốc gia, 54 di tích cấp tỉnh. Cùng với đó là nhiều lễ hội truyền thống gắn với các di tích trọng điểm như Phủ Trịnh, Chùa Báo Ân, Đền Khờ Trần Khát Trân. Hiện nay, huyện Vĩnh Lộc đã lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích thành nhà hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch và quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị danh làm thắng cảnh quốc gia. Với sự nỗ lực quyết tâm và hướng đi đúng đắn, sự đồng lòng của nhân dân, huyện Vĩnh Lộc đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm du lịch đa dạng và chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của du khách. Tối qua ngày 8 tháng 6, câu lạc bộ Dĩa cơm trên tường Thanh Hóa đã tổ chức đêm nhạc Blue trắng, gây quỹ Dĩa cơm trên tường với chủ đề Món quà yêu thương. Chương trình đã trở thành cầu nối giữa những tấm lòng vàng, những doanh nghiệp, những nhà hảo tâm chia sẻ và hỗ trợ những suất cơm miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh, khởi đầu tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Chương trình Dĩa cơm trên tường được hình thành tại một số tỉnh thành và bắt đầu đi vào hoạt động tại Thanh Hóa từ ngày 6 tháng 6 năm 2020. Từ khi thành lập đến nay, chương trình đã nhận được sự đóng góp của các nhà hảo tâm lên tới hơn 3 tỷ đồng, với hơn 110.000 suất cơm đã được trao, tương đương hơn 2,8 tỷ đồng. Ngày 9 tháng 6, Công đoàn ngành Công thương Thanh Hóa đã tổ chức hội thao công nhân viên chức lao động ngành Công thương Thanh Hóa năm 2024. Hội thao công nhân viên chức lao động ngành Công thương Thanh Hóa năm 2024 có sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ 13 công đoàn cơ sở trực thuộc. Các vận động viên tranh tài ở 3 môn thi đấu gồm cầu lông, bóng bàn và kéo co. Hội thao là dịp để các vận động viên, các công đoàn cơ sở hưởng ứng tích cực phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao thể chất, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các đơn vị. Qua hội thao, ngành công thương Thanh Hóa sẽ tuyển chọn các vận động viên xuất sắc để tham dự hội thao công nhân viên chức lao động toàn tỉnh năm 2024 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức dự kiến vào tháng 7 tới. Để hạn chế tối đa những vụ đuối nước thương tâm thì việc tăng cường dạy bơi trang bị cho trẻ những kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước là rất cần thiết để những ngày hè của trẻ được an toàn ý nghĩa. Theo thống kê của Sở Văn hóa thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 215 bể bơi, trong đó chỉ có 85 bể bơi đạt tiêu chuẩn. Vì vậy, hiện nay các địa phương trong tỉnh đã có chủ trương kêu gọi, khuyến khích các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng thêm nhiều bể bơi đạt tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu dạy bơi, học bơi của nhân dân, đặc biệt là trẻ em. Hôm nay ngày 9 tháng 6, Menolai Việt Nam chính thức khai trương và đưa vào hoạt động văn phòng giao dịch mới tại chi nhánh Thanh Hóa. Đây cũng là địa điểm đầu tiên trong lộ trình nâng cấp hàng loạt văn phòng giao dịch trên toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 25 năm Menolai có mặt tại Việt Nam với diện tích 1.000m2 tại địa chỉ 175 Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, văn phòng mới của Menolai được thiết kế theo tiêu chuẩn văn phòng xanh với không gian mở, hiện đại và đa tiện ích, được kỳ vọng sẽ tối đa hóa trải nghiệm cho khách hàng, đồng thời tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại cho nhân viên và đội ngũ tư vấn trên. Đây cũng là địa điểm đầu tiên trong lộ trình nâng cấp hàng loạt văn phòng giao dịch của Menolai trên toàn quốc nhằm thể hiện cam kết lấy khách hàng làm trọng tâm của công ty. Tiếp theo là phần tin trong nước. Theo quyết định số 484 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 1 tháng 7 năm 2025 sẽ tiến hành tổng điều tra nông thôn nông nghiệp năm 2025 trên phạm vi cả nước. Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp năm 2025 sẽ thu thập các nhóm thông tin về thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, thực trạng nông thôn, thông tin về cư dân nông thôn, theo quyết định, Tổng điều tra Nông thôn Nông nghiệp năm 2025 thu thập thông tin trong 30 ngày, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2025. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 12 năm 2025. Kết quả chính thức được công bố vào tháng 3 năm 2026. Các báo cáo phân tích chuyên đề được công bố vào tháng 7 năm 2026. Từ đầu năm đến hết tháng năm 2024, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 45 chuồng nuôi của các hộ dân ở các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Hòa An, Trùng Khánh của tỉnh Cao Bằng. Số lợn nhiễm bệnh buộc phải tiêu hủy là 310 con, tổng trọng lượng hơn 12.500 kg. Để hạn chế dịch bệnh tả châu Phi lan rộng và có diễn biến phức tạp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng đang tiến hành kiểm tra thẩm định và cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, tiếp tục lấy mẫu giám sát bệnh dịch tả lợn châu Phi theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giám sát dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Thông tin với sự trợ giúp của các đơn vị chuyên công nghệ, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ khách hàng và hoạt động quản lý vận hành của Bưu điện Việt Nam đã được phục hồi đại diện tổng công ty bưu điện việt nam cho biết sự cố gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các hoạt động liên quan đến dịch vụ bưu chính chuyển phát các dịch vụ tài chính bưu chính hành chính công và phân phối hàng hóa đến thời điểm này vẫn hoạt động bình thường do vậy hoạt động chi trả lương hưu không bị ảnh hưởng trong kỳ chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 6 năm 2024, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam dự kiến thực hiện chi trả cho hơn 3,3 triệu người hưởng với tổng số tiền trên 18.000 tỷ đồng. Vào mùa hè, những vật dụng che nắng là những thứ không thể thiếu đối với người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, nhất là đối với chị em phụ nữ. Tuy nhiên, sử dụng vai áo chống nắng không đúng cách cũng có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Hiện nay có nhiều loại áo chống nắng được thiết kế với phần mũ trùm kín đầu, đằng trước đó có khóa kéo cao che hầu hết khuôn mặt để thay thế khẩu trang. Loại áo này làm giảm tầm nhìn, giảm khả năng quan sát của người điều khiển phương tiện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông. Vì thế đã có không ít trường hợp xảy ra tai nạn do phần vạt áo váy chống nắng dài quấn vào bánh xe, khiến người bị ngã xuống đường. Vì vậy, người tham gia giao thông cần lưu ý khi lựa chọn sử dụng trang phục chống nắng gọn gàng, không quá dài, không cản trở tầm nhìn nhằm tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 Trụ sở đóng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, tổ công tác cục nghiệp vụ và pháp luật cảnh sát biển đã phát hiện một tàu cá đang vận chuyển khoảng 80.000 lít dầu diesel không rõ nguồn gốc tại vùng biển Tây Nam. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu cá có 5 người do ông Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1968, trú tại phường 2 thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang làm thuyền trưởng. Thuyền trưởng tàu không đưa ra được bất kỳ giấy tờ hóa đơn nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp đối với toàn bộ số dầu này. Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong hàng hóa vi phạm, xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Chiều 8 tháng 6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan giải cứu thành công một phụ nữ bị lừa bán sang Lào. Hiện nạn nhân đã được đưa về Việt Nam an toàn, sức khỏe và tinh thần ổn định. Cụ thể, vào lúc 6 giờ ngày 8 tháng 6, lực lượng trinh sát Bộ đội Biên phòng Quảng Trị nhận được thông tin về việc chị NTH nhờ 20 tuổi, chú ở xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, bị giam giữ trong một ngôi nhà sát biên giới, gần khu vực đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào để tống tiền. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nạn nhân đã được giải cứu thành công và đưa về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng. Thông tin từ Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, một đường dây mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam vừa bị đơn vị triệt xóa bắt giữ năm đối tượng gồm: Lương Thị Đa sinh năm 1982, Lô Mai Sáu sinh năm 1976, Nguyễn Văn Thái sinh năm 1990, Vi Văn Còng sinh năm 1985 và Sên Văn Ngọc sinh năm 2002, tất cả đều trú tại huyện Tương Dương. Tăng vật thu giữ gồm 988 viên ma túy tổng hợp, 39,9 gam heroin, 9 súng tự chế, 12 dao kiếm các loại, một bình xịt hơi cay. Vụ việc đang được Công an huyện Tương Dương xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh niên chuyên trộm tiền công đức tại các chùa trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được các đối tượng thực hiện các vụ trộm cắp trên gồm hai anh em NNV 18 tuổi và TNT 16 tuổi cùng quê tỉnh Gia Lai, NVM 17 tuổi quê tỉnh Tây Ninh, NHT 16 tuổi quê Bà Rịa Vũng Tàu. Những thanh niên sống lang thang không có chỗ ở cố định, thường tạm trú tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Công an huyện Châu Đức đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định. Theo Trung tâm Dự báo Ký tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9 tháng 6 ở Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Thời gian mưa vừa mưa to tập trung chủ yếu vào đêm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 26 đến 29 độ những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền thanh hóa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại